Sáng ngày 20 tháng 11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị xã Từ Sơn đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thị xã, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các ngành của Thị xã, lãnh đạo các xã phường đã về dự và tặng hoa chúc mừng. Tại buổi gặp mặt các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và quá trình xây dựng phát triển của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị giá. Trung tâm hiện có 4 cán bộ quản lý giáo viên và 11 giảng viên kiêm chức. Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị giá không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của người học. Năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thị giá đã phối hợp với các phòng ban ngành của Thị giá mở được 45 lớp bồi dưỡng với trên 2.500 lượt học viên, vượt 8 lớp so với kế hoạch được phê duyệt trong đó tổ chức 4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, 3 lớp đảng viên mới, phối hợp với trường chính trị Nguyễn Văn Cử duy trì 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, vừa học vừa làm khóa 6 và 7, một lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho các học viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ dự nguồn ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các ngành toàn thể mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn thị xã trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.